Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Kết hôn với doanh nhân hơn 7 tuổi, Quý Bình cưng vợ như trứng mỏng. Gia đình nhỏ hạnh phúc của Quý Bình và bà xã hơn 7 tuổi, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền được khán giả ngưỡng mộ. Đặc biệt nam diễn viên trong mắt nửa kia là người giỏi giang, hết mực cưng chiều vợ con. Kể từ khi về chung nhà với doanh nhân bất động sản Nguyễn Ngọc Tiền, nhất cửa nhất động của Quý Bình được công chúng đặc biệt quan tâm. Kết hôn năm 2020, cặp đôi có với nhau được một bé trai khấu khỉnh bù bẩm. Quý Bình khiến khán giả mê đắm khi là người chồng và người cha tuyệt vời, đối xử tốt đẹp với vợ con. Gia đình nhỏ của Quý Bình và bà xã Ngọc Tiền ngày càng hạnh phúc. Mới đây, doanh nhân Ngọc Tiền có dịp chia sẻ với giới truyền thông về cuộc sống hôn nhân với nam diễn viên. Đây là lần hiếm hoi nữ doanh nhân sinh năm 1976 trò chuyện về chuyện cá nhân trước công chúng. Bà xã Quý Bình cho hay công việc của hai người bận rộn hơn trước. Tuy nhiên, họ vẫn cảm thấy trọn vẹn và hạnh phúc kể từ khi chào đón thành viên mới bé Eric đối với họ con là món quà trời ban là báu vật vô giá mới đây bà xã quý bình có dịp chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với nam diễn viên hai người hạnh phúc khi có sự xuất hiện của con trai eric dù công việc bận rộn cặp đôi mới kỷ niệm hai năm kết hôn trong sự hạnh phúc và ngọt ngào trong mắt bà xã doanh nhân quý bình là người chồng người cha lý tưởng Kể từ khi có con, nam diễn viên nhận sau diễn ít hơn và chọn lọc kỹ các dự án nghệ thuật để có thời gian dành cho con cái và tạo được dấu ấn trong mắt khán giả. Nam diễn viên 8X và doanh nhân Ngọc Tiền chia sẻ, giúp đỡ nhau công việc gia đình để bảm bảo được tương lai tốt nhất cho bé Eric. Quý Bình là người đàn ông lý tưởng trong mắt bà xã. Nam diễn viên ít nhận sau hơn để dành thời gian chăm sóc bé Eric. Hai người chia sẻ và giúp đỡ nhau trong công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình. Bà xã Quý Bình tiết lộ bản thân làm việc gần 20 tiếng một ngày từ 8 giờ sáng hôm nay đến 3 giờ sáng hôm sau. Trong khoảng thời gian làm việc, chia đều cả việc kinh doanh và quán xuyến việc nhà, chăm con nhỏ, nam diễn viên chính là nguồn động viên tinh thần, hỗ trợ nữ doanh nhân kịp thời. Nữ kia của Quý Bình cảm thấy vui, hạnh phúc khi ông xã giỏi gian mọi mặt và không nề nà công việc gì. Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền dành nhiều thời gian cho công việc, được ông xã giúp đỡ. Quý Bình là nguồn động lực lớn lao của bà xã. Từ khi kết hôn, gia đình nhỏ của Quý Bình luôn ngập tràn hạnh phúc, ngày nào cũng như ngày lễ. Nam diễn viên luôn đánh úp bà xã bằng những điều bất ngờ khiến cô hạnh phúc. Sau 9 tháng sinh bé Eric, doanh nhân Ngọc Tiền giảm được 10kg nhờ chăm chỉ luyện tập, ăn uống khoa học. Cô tiết lộ được Quý Bình cổ vũ tạo điều kiện để về dáng nuột nà. Gia đình nhỏ của Quý Bình luôn hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười trẻ nhỏ. Doanh nhân Ngọc Tiền giảm tới 10kg sau khi sinh Eric nhờ phương pháp thích hợp và được Quý Bình động viên. Trong chuyến công tác tại châu Âu từ giữa tháng 12, Quý Bình đón Giáng sinh vào mừng năm mới xa gia đình. Anh chia sẻ bản thân rất nhớ vợ và Eric, nhất là khi gặp những em bé bằng tuổi với con trai. Tuy chưa bao giờ để lộ mặt Eric trên trang cá nhân, nhưng khán giả dành nhiều sự quan tâm và yêu thích cho quý tử đầu lòng của hai người. Có thể thấy Quý Bình là hình mẫu người chồng và người cha lý tưởng của nhiều chị em phụ nữ qua những chia sẻ của doanh nhân ngọc tiền khán giả cảm thấy ngưỡng mộ trước tình yêu thương ngọt ngào họ dành cho nhau nếu như trước đây ngoài thời gian dành cho công việc, thì tôi và ông xã thường xuyên du lịch, ăn uống, gặp mặt bạn bè. Tuy nhiên kể từ ngày có thêm bé Eric, tôi phải cân bằng mọi thứ. Tôi phải cân bằng mọi thứ. Hầu như tôi làm việc gần 20 giờ đồng hồ mỗi ngày. Từ 8 giờ sáng hôm nay đến 3 giờ sáng ngày hôm sau, may mắn thay những lúc bận rộn, ông xã đều có mặt để hỗ trợ tôi. Từ chuyện kinh doanh đến việc nhà, từ chuyện chăm con đến khích lệ về mặt tinh thần. Mọi thứ anh ấy đều giỏi và có thể cảm nhận được. Điều này khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều. Dù bận rộn với công việc, sau mỗi ngày đối với tôi đều là một niềm vui. Bà xã Quý Bình tiết lộ cùng tuổi trẻ cười. Quý Bình yêu thương ủng hộ bà xã hết mực. Năm diễn viên hạn chế nhận lịch trình để có thêm thời gian dành cho gia đình. Quý Bình và bà xã viên mãn khi đón con trai đầu lòng. Quý Bình luôn đồng hành với bà xã trong mọi khoảnh khắc, Hồi tháng 11 vừa qua, sau phim Dù gió có thổi còn lãng mạn Quỳ gối, còn hôn vợ hơn tuổi, nam diễn viên cũng rất yêu thương các con riêng của doanh nhân Ngọc Tiền. 365 ngày đối với chúng tôi đều là lễ Tết, ngày nào cũng ngập tràn niềm vui, dẫu cho chẳng phải dịp gì đi chăng nữa, tôi cũng được ông xã tặng quà, đánh úp bằng những món quà bất ngờ. Điều này khiến tôi hạnh phúc và đây cũng là bí quyết để chúng tôi gìn giữ hôn nhân, luôn mang đến niềm vui và hạnh phúc cho đối phương. Doanh nhân Ngọc Tiền kể cùng tuổi trẻ cười. Quý Bình đồng hành với Ngọc Tiền trong mọi khoảnh khắc. Nam diễn viên ân cần che ô cho bà xã trong một sự kiện. Quý Bình lãng mạn quỳ gối cầu hôn bà xã. Quý Bình chăm sóc cho các con riêng của doanh nhân Ngọc Tiền. Dù là doanh nhân nổi tiếng nhưng Ngọc Tiền vẫn sắn tay làm việc nhà. Ở độ tuổi U50, doanh nhân Ngọc Tiền tiết lộ không đặt nặng vấn đề sinh thêm con. Bên cạnh đó, cô vẫn dành nhiều thời gian cho bản thân, rèn luyện thể thao để giữ sắc vóc trẻ trung. Bà xã Quý Bình tâm sự. Đối với tôi, con cá như món quà trời ban, thế nên tôi và chồng để mọi thứ tự nhiên, không quá đặt nặng chuyện sinh thêm con. Bà xã Quý Bình không đặt nặng việc sinh thêm con mà muốn để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên. Vào dịp lễ cuối năm 2022 và Tết Dương Lịch, gia đình Quý Bình sẽ cùng nhau đi du lịch phương Tây. Dù bận rộn công việc, nhưng vợ chồng nam diễn viên vẫn dành nhiều thời gian cho bé Eric muốn con được phát triển trong điều kiện tốt nhất. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo